Cá tuyết là loài cá sống tại các vùng biển lạnh và sâu dưới đáy phía bắc Đại Tây Dương dọc bờ biển Canada. Loại cá này có da màu đen bóng nhưng thịt thì lại trắng muốt, là một trong những loại thủy sản có giá trị cao bậc nhất của Canada. Cá tuyết có giá trị dinh dưỡng lớn bởi thịt trắng như ngọc trai, thớ thịt chắc và thơm ngon, giàu hương vị tự nhiên. Chính vị ngon của loại cá này đã chinh phục rất nhiều thực khách ở khắp nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Cá tuyết Canada có hàm lượng calo thấp và giàu chất dinh dưỡng như protein, vitamin A, B12, D và xilin. Omega 3 giúp cho nhịp tim đều, tuần hoàn máu tốt hơn, đặc biệt còn làm giảm nguy cơ phát triển ung thư ruột kết, chống lại ung thư biểu mô tế bào thận. Hôm nay chương trình Ngon và Lành sẽ giới thiệu đến quý vị món cá tuyết áp chảo sốt chanh dây. Cá tuyết và chanh dây là bộ đôi kết hợp hoàn hảo và cực kỳ ăn ý với nhau, đặc biệt trong các món mang hơi hướng ẩm thực châu Âu. Thịt cá tuyết vốn mang hương thơm tự nhiên và độ béo đặc trưng hấp dẫn. Khi dùng kèm với sốt chanh dây chua chua, cá tuyết áp chảo sốt chanh dây sẽ là món ăn được đầu bếp Trung Đức sẽ chiêu đãi cho chúng ta trong ngày hôm nay. Vậy thì với những nguyên liệu cần chuẩn bị thì sẽ có những gì anh Đức ạ? Vậy thì với cá tuyết thì sao anh ạ? Mình khi mình mua thì một phần như thế này thì mình sẽ ăn cho bao nhiêu người là đủ hay là như thế nào ạ? Mình theo định lượng từng miếng thì khoảng 120 một miếng như này. Dạ. Thì sẽ phù hợp cho một người ăn. À, 120 một miếng, ví dụ như bây giờ 3 miếng là sẽ là 3 người. Đúng. Dạ. Phương Thảo có được biết là cá tuyết này thì xuất xứ là từ Canada. Thế thì gần như là mình phải là mua cá đông lạnh hay sao anh? Mình thì thường thì đồ tươi đông lạnh mình sẽ nhập khẩu. Dạ. Mình nhập khẩu. Với cá tuyết thì Thảo biết là khi mà người Canada sử dụng hay là nó có ý nghĩa đặc biệt gì không mà anh đã giới thiệu đến cho các khán giả? Người Canada thì thường sử dụng cá tuyết vào dịp đầu năm. Dạ. Để đầu cầu trong năm mới sức túc và vui vẻ hơn. Dạ. Thôi thì bây giờ chúng ta chưa đầu năm, nhưng mà sau một thời kỳ dịch bệnh kéo dài thì chúng tôi cũng hy vọng rằng là đây cũng là một món ăn giàu dinh dưỡng và thật là bổ dưỡng cho tất cả quý vị, cũng như là đem lại may mắn cho tất cả chúng ta. Thôi thì chúng ta cũng đã tìm hiểu rất là nhiều về mặt nguyên liệu rồi. Bây giờ mình đã đủ đầy rồi và mình sẽ bắt tay vào khâu chế biến đúng không anh? Bây giờ mình sơ chế cái gì đầu tiên ạ? Cá đúng không ạ? Không, mình sẽ trước cái khoai tây trước. Khoai tây trước. Mình làm khoai tây nghiền thì thời gian chế biến hơi lâu. Hơi lâu. Dạ. Vậy thì bây giờ trong lúc mà mình chờ khoai chín thì mình sẽ sơ chế cá. Dạ. Cá tuyết mình đã được cắt miếng trước đây rồi thì mình sẽ, trước khi mình ướp cá, mình sẽ dùng một suất giấy khô thấm hết cái nước cá bên ngoài đi. Dạ. Trong khi quá trình ướp nó sẽ thấm hơn. Dạ. Bây giờ thì mình sẽ ướp với những gia vị như thế nào ạ? Tiếp mình chỉ ướp đơn giản như là muối, một chút muối và một chút tiêu. Tiêu mình sẽ dùng số tiêu trắng. Mình xay ra ăn ạ? Hay sao ạ? Mình có thể mua loại xay rồi. À. Mình sẽ ướp đều các mặt cá như này. Mình sẽ để trong bao nhiêu lâu thì nó sẽ thấm được những cái gia vị này ạ? Tầm 3 đến 5 phút này. 3 tới 5 phút. Thế
sau khi mà mình đã gọt xong vỏ măng tây và cà rốt thì mình thái ra như thế nào để mà mình có thể là trần qua ạ? Đối với cà rốt mình sẽ để nguyên quả như này. À, cà rốt nguyên quả. Đối với măng tây mình sẽ cắt miếng khúc vừa ăn. Trong quá trình mình chờ cho khoai chín thì anh có thể hướng dẫn cho Phương Thảo cũng như là các khán giả cách làm sốt chanh dây cho món cá này. Đầu tiên mình sẽ có nguyên liệu chanh dây. Mình lựa chanh dây như thế nào để mình biết đó là chanh dây ngon anh ạ? Chọn những quả tươi và vỏ ngoài hơi tươi một chút. Khoai tây nghiền là món ăn kèm không thể thiếu với món cá tuyết áp chảo hôm nay. Đầu tiên chúng ta đổ khoai vừa hấp chín vào chảo và nghiền ra, sau đó thêm một chút muối, kem tươi, rồi đảo đều cho gia vị và khoai quyện với nhau. Sau đó chúng ta đảo đều trên bếp với lửa nhỏ, đến khi khoai tây mềm mịn và kết dính là đã hoàn thành rồi nha quý vị. Sau khi đã chuẩn bị xong khoai tây nghiền, chúng ta sẽ chuyển ra bước chuẩn bị các loại rau củ quả ăn kèm của món cá tuyết sốt chanh dây. Dạ. Sau khi đã chuẩn bị các nguyên liệu ăn kèm rồi, chúng ta sẽ đến bước áp chảo cá. Dạ. Trước khi để áp chảo, chúng ta chuẩn bị cho một chảo để nóng ra, sau đó cho một ít dầu ô liu vào. Mình sẽ áp mặt da trước. Đúng rồi. Mỗi mặt thì mình sẽ áp trong vòng bao nhiêu lâu ạ? Mỗi mặt mình sẽ áp khoảng 2 đến 3 phút. Dạ. Vâng. Nhưng mà có tuyết nào để cho nó đỡ cháy không ạ? Đây là điều mà khá là nhiều người lo lắng khi mà làm những món về áp chảo. Mình sẽ sử dụng một cái chảo chống dính thì hạn chế được cái độ cháy của cá hơn. Và áp lửa vừa phải, không quá to. Sau khi mặt da cá đã vàng giòn rồi, chúng ta sẽ lật cá. Lật thật. Chúng ta áp sẽ áp đều 4 mặt cá như này. Cá đã dần chín rồi, chúng ta sẽ cho một chút bơ, bơ pha tiếp. Ta sẽ dùng thìa và với cái sốt này lên trên mặt cá. Như món ăn này thì nó sẽ phù hợp để mình ăn trong bữa nào trong ngày ạ? Sẽ ăn vào bữa trưa hoặc bữa tối nhiều hơn. Vâng. Nó cũng sẽ trở thành một món ăn chính. Đúng rồi. Cá áp xong rồi thì bây giờ mình sẽ làm gì tiếp theo nữa? Mình sẽ xào các loại rau ăn kèm lên. Dạ. Chúng ta sẽ để chảo nóng cho một chút dầu ô liu vào xem. Sau khi đã chuẩn bị xong rau ăn kèm, chúng ta sẽ đến bước làm sốt chanh dây. Chúng ta sẽ cho vào đây một chút bơ pháp. Tầm thìa này là được. Đun chảy bơ. Khi bơ đã chảy hết, chúng ta sẽ cho vào đây là chanh dây. Nước cốt chanh dây chúng ta đã lọc từ trước. Dạ. Phải cho tất cả 5 quả đó vào đây. Đúng rồi, cho khoảng 2 thìa đường. Mình có thể gia giảm để tùy độ chua ngọt của mỗi người. Sau khi cho đường vào trong nước chanh, chúng ta sẽ đun nhỏ lận lại một chút để cho hỗn hợp sốt của chúng ta có thể sánh lại. Sau khi chúng ta đường đã tan hết, chúng ta sẽ cho vào đây kem tươi.
Và giới thiệu với tất cả quý vị, vị khách mời đặc biệt của chúng tôi đó chính là anh Tiến Dũng, là bạn của đầu bếp Trung Đức. Và có lẽ là anh Dũng cũng sẽ gửi lời chào đến các khán giả của chương trình, phải không anh? Trước hết thì xin chào MC Phương Thảo và xin chào toàn thể khán giả. Hiện tại thì mình đang theo công việc gì anh ạ? Hiện tại thì mình đang làm đầu bếp. Vâng, và mình cũng là một đầu bếp, thì không biết là khi mà anh nhìn thành phẩm của anh Trung Đức thì anh đánh giá như thế nào về món ăn này? Trước hết về cái cách đề co thì bản thân mình là một người đầu bếp thì mình thấy cách đề co này rất là đẹp. Dạ. Nhìn miếng cá thì rất là tươi và nước sốt thì cũng rất là sánh mịn. Vâng, đó là cái cảm quan bên ngoài thôi. Còn bây giờ thì có lẽ là xin mời đầu bếp Trung Đức, mời anh Tiến Dũng cũng như là tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng thưởng thức để cảm nhận món ăn này nhé. Xin mời mọi người. Cá thì rất là mềm, nêm nếm vừa phải và nước sốt thì rất là hợp. Đúng rồi, nước sốt thì cũng không có bị quá chua và nó rất là quyện với lại cái thịt cá lúc này. Mà Thảo cũng hơi bất ngờ bởi vì là khi nãy mình chỉ thấy áp chảo trong một khoảng thời gian cũng khá là ngắn, mình chỉ sợ bị tanh thôi. Nhưng mà thực sự thì át luôn cả mùi tanh của cá và rất là dễ chịu. Thảo cũng muốn hỏi một tí về anh Đức, đó là mình đã bắt đầu công việc đầu bếp này từ bao lâu? Và cơ duyên nào mà mình chọn theo nghề này? Mình đã làm đầu bếp từ những năm 2013. 2013? À, đến hiện tại đã cũng được 7 năm rồi. Dạ. Còn anh Dũng thì sao? Mình có đồng điệu với anh Đức không? Mình đã theo nghề được bao nhiêu lâu rồi anh? Đối với cá nhân mình thì mình theo nghề được hơn 3 năm rồi. Mình cũng lấy nguồn cảm hứng từ người mẹ của mình thôi. Cụ thể anh có thể chia sẻ thêm được không ạ? Thì lúc ở nhà thì gia đình hay nấu nướng với nhau. Thì mình cũng hay vào bếp. Mình bắt nguồn... tìm được cái nguồn cảm hứng trong nghề bếp từ đấy. Dạ, vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của hai đầu bếp trong ngày hôm nay. Có lẽ đây là cũng là một cuộc gặp gỡ đặc biệt khi mà khách mời cũng là cùng nghề với lại anh Trung Đức luôn. Hy vọng với những chia sẻ của hai đầu bếp vừa rồi thì khán giả nào chúng ta đang đam mê công việc làm bếp thì quý vị vẫn tin với sự lựa chọn của mình. Còn món cá tuyết áp chảo sốt chanh dây cũng sẽ là một sự lựa chọn cho căn bếp hạnh phúc của tất cả quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo.